Mai anh phải chụp ảnh cho em để về em giúp các cắt. Thay mà mặc áo choàng đi nhỉ. Sao mai áo choàng của anh nó vẫn chưa về nhỉ? Sợ đéo kịp. Tao không mặc đâu. Nhưng mà em đặt rồi mà. Có mỗi bảy mấy nghìn. Kệ mày, mày đã mày cứ đặt, tao không mặc. Không mặc thôi. Em không mặc thật à? Ai đùa? Xong rồi, tôi thấy này là xong quân Mỹ rồi cơ. Thôi sẽ xem phim nha. Phim đang hay. Ê là cô bị mắt nhưng mà sao vẫn nhìn được vậy? Mọi người có thấy cốc nước của mình dễ thương không? Mình săn nó cùng với kem nha mọi người. Mình đi khắp mấy cái sơ cổ cây nó mới có cái cốc này nha. Mình sẽ tô tiếp. Và đây chính là sức à nhầm và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nhé. Giờ thì mình sẽ hoàn thành nốt và sẽ cho mọi người xem kết quả của video nên mọi người hãy theo dõi mình nha. Ok nha. Mình sẽ tô nốt nha mọi người.
Mình đang tô gần nốt nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình về Haku trong phim Vùng Đất Linh Hồn nha mọi người. Đây là giống Haku, giống trắng nha. Mọi người có thể tham khảo cho bức tranh của mình để tô cho bức tranh của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.